của anh này, tôi thấy là hiện nay thì rất nhiều người Việt Nam có thói quen uống cà phê hàng ngày và thậm chí là có những người một ngày uống đến 2-3 cốc liền. Đúng như vậy. Tuy nhiên thì có một thực tế là ngày nay thật khó để tìm được một ly cà phê nguyên chất. Người ta thường nói rằng giờ đây uống cà phê sẽ rất dễ uống phải những loại cà phê trộn phụ gia hay là những hương liệu tạo màu, tạo mùi khác. Và thực tế đó đã thôi thúc một cô gái Hà Thành có tên Vũ Thanh Hải khởi nghiệp. Từ cảm hứng với cà phê, cô gái này đã mang đến thu nhập cho rất nhiều nông dân trồng cà phê ở Đà Lạt, cũng như đưa hạt cà phê Việt đến gần hơn với mọi người. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ Thanh Hải trong chuyên mục Sống ở Hà Nội ngay bây giờ. Một quán nhỏ nằm khiêm tốn trên phố Hàng Dầu. Với đầy ắp những cối xay cà phê, máy pha espresso, ấm đun, bình phục vụ và không thể thiếu hạt cà phê. Đây là nơi ước mơ của Vũ Thanh Hải, cô gái Hà Nội với niềm đam mê vô tận với cà phê bắt đầu. 26 tuổi, ít ai có thể tin Hải hiện không chỉ là chủ quán cà phê mà còn là phó giám đốc một công ty sản xuất và phân phối cà phê với 4 hectare vườn tại Đà Lạt. Cách đây 5 năm khi mà mình bắt đầu có ý tưởng về việc là thành lập một công ty thì mình nhận thấy một cái thực trạng ở Hà Nội lúc bấy giờ là cái tỷ lệ mà cà phê được bán ra thị trường có độ các cái nguyên liệu thay thế hoặc là có hóa chất thì nó rất là nhiều. Uống những cái ly cà phê mà toàn là hóa chất như vậy chắc chắn là không thể nào mà không gây hại sức khỏe, và nó cũng có thể là mầm mống để gây nên những cái căn bệnh rất là nguy hiểm. Trong khi đó thì ở Việt Nam mình là đất nước mà xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên thế giới. Mình thực sự mong muốn mình có thể đưa ra thị trường những cái sản phẩm cà phê nguyên chất và chất lượng. Và mình muốn người nông dân sẽ có thể là có được cái nguồn thu nhập tốt hơn với cây cà phê. Tốt nghiệp Đại học Báo chí, Hải chia sẻ rằng trong giấc mơ hoang dại nhất của mình, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm kinh doanh, càng không nghĩ sẽ có ngày đeo chiếc tạp dề phục vụ, mày mò pha chế và sáng tạo hàng chục công thức từ chính hạt cà phê mình chăm bón. Để nói về sự bắt đầu của cô gái này, không gì đúng hơn bằng cụm từ đi lên từ con số 0. Tài sản duy nhất mà Hải có cách đây 4 năm chỉ là tình yêu với hạt cà phê và niềm tin mình sẽ làm được. Khi mà bắt đầu con đường này thì mình phải tự học hỏi rất là nhiều, về mọi thứ đều là mới mẻ và xa lạ và không có chút kinh nghiệm gì cả. Ngay bản thân gia đình mình thì cũng không phải là hoàn toàn ủng hộ công việc này của mình, bởi vì là con gái thì bố mẹ cũng muốn là làm công việc gì đó nó đỡ vất vả hơn, nó ổn định hơn, nó nhẹ nhàng hơn một chút. Mình không giỏi về những cái vấn đề như kiểu làm tài chính, những cái dòng tiền, nên là có những cái lúc mà tiền thì kiếm được nhưng mà lại không biết cách chi tiêu sao cho hợp lý, nên thành ra lại đem lại kết quả vẫn là không tốt. Thế nhưng những khó khăn đó chẳng thấm vào đâu so với thử thách mà Hải phải trải qua khi thực sự bước chân vào thương trường, đối mặt với hiện thực phũ phàng rằng người tiêu dùng vẫn chưa sẵn sàng với cà phê sạch. Trong cái thời điểm cách đây 5 năm thì thị trường đón nhận và quen uống cà phê trộn nhiều lắm rồi. Và cái gu uống lúc đấy là cà phê phải thật là sánh, thật là đắng, thật là đậm. Vì vậy nên là với cái sản phẩm cà phê của mình với hương vị là nhạt hơn, loãng hơn thì mọi người từ chối rất là nhiều. Mình cũng cảm thấy là rất là phải cố gắng hết sức để có thể là kiên trì để thuyết phục được khách hàng. Mình rất là tin vào cái sản phẩm của mình. Tin vào sản phẩm của mình, có lẽ đó là bí kíp giản dị đến ngạc nhiên khiến doanh nghiệp của Hải đã vừa chậm mà chắc bước sang năm thứ 5 hoạt động với lượng phân phối ổn định. Nhưng dù có bận rộn đến thế nào, Hải vẫn giữ thói quen cũ, trò chuyện với người đến quán vài buổi sáng mỗi tuần để kể những câu chuyện về hạt cà phê Việt, cùng ước mơ một ngày nào đó sẽ đưa chúng ra với thế giới.